Em chủ kênh Phong Lan cũng chào cả nhà nhá. Thì hôm nay em sẽ lên cái video này chia sẻ với cả nhà mấy cái HO, mấy cái Phú Thọ. Nói chung là để cho những cô chú anh chị quyết đoán vào cây để làm kinh tế. Tất cả thì đều cũng là làm kinh tế cả. Nên là trước tiên ở cái chỗ này thì em cũng chia sẻ với cô chú anh chị luôn. Giá thì em bán thì nó cũng là theo thị trường và có thể là sẽ cao hơn thị trường. Nhưng mà cô chú anh chị khi mà mua cây ở vườn em để làm kinh tế thì em sẽ có chế độ đó là nuôi cây hộ mọi người, nuôi cây hộ cả nhà và bán cây hộ cả nhà. Trong trường hợp cây có lãi thì em sẽ bán hộ cả nhà và nuôi cây hộ cả nhà không có tính công. Đấy, và cái này em chỉ nuôi cây va nhá. Số điện thoại của em đây. Hai số điện thoại 0982418124 và 0982303111. Đó, thì cái này thì ở đây em sẽ chia sẻ cả nhà hôm nay này. Đây. Đây có cái chậu này 5 cánh trắng HO này. Thân mẹ rất là mập luôn nhá. Thân mẹ này. Thân mẹ này em luôn nuôi kỳ thì chấm hết đây. Kỳ Phú Thọ đây. Kỳ rất là đẹp. Rồi, cái này thì em có mỗi mình thôi nên là em sẽ tạm dừng cái video này lại, em cắt cái kỳ này xuống. Sau đó sẽ quay lại tiếp cho mọi người nhá. Rồi, thì đây là dây kỳ HO em đã cắt ra đây này. Đó, nó có 1 2 3 4 5 mấy kỳ. Ở bên này có dây cứu Phú Thọ này. Đây cắt ra đây rồi. 1 2 3 4 kỳ có một cái nhỏ nhỏ ở đây. Rồi tí nữa em sẽ bán kẹp cái HO có cái nhỏ nhỏ ở đây, em sẽ bán kẹp. Rồi bây giờ em sẽ lại chia nhỏ ra đã. Rồi đây ạ. Đây là khi mà chia nhỏ lô kỳ HO ra này. Cắt kỳ HO ra, còn đây là cắt kỳ Phú Thọ ra. Hôm nay em đang xịt rửa cái rêu ở cái mái nhựa này nên là nó hơi ồn tiếng cả nhà nhá. Rồi. Đây em chia ra rồi, xong. Thì cái kỳ HO này, kỳ đầu tiên nhá. Đây ạ, kỳ rất là đẹp. Rồi ạ. Đây kỳ rất đẹp luôn. Cái kỳ này khúc thân mẹ nó khá là to như này mà cả nhà nhìn thấy không? Rất là to. Đó. Thì kỳ này em chia sẻ cả nhà là 13 triệu 500 nghìn nhá, số 1. Em sẽ trồng lên cả hộ cả nhà cũng được. Nuôi hộ cả nhà ok. Số 2 16 triệu 500 nghìn. 16 triệu. Số 2 này. Dễ này, rất là khỏe. Khúc thân này, cả nhà nhìn khúc thân nhá. Chất lượng không ạ? Quá chất lượng luôn. Cái khúc thân nó quá to. Đấy, kỳ rất là đẹp nhá. Số 2, dễ một chùm luôn. 16 triệu. Rồi số 3 này, 17 triệu. Cả nhà nhìn khúc thân này, cái kỳ nhá. Đây là cái kỳ, rồi khúc thân này. Wow, khúc thân rất là to, khủng khiếp. 17.000. Số 3 17 triệu, số 4 là 12 triệu 500, kỳ này khúc thân rất là to. Nhưng mà cái kỳ nó bị đè, những cái kia nó đè nên nó hơi nhỏ. Đấy. Cái lá đen này là do tưới phun thuốc nha cả nhà nha. Cái lá đen này không vấn đề gì, đảm bảo luôn cả nhà nha, không phải thối nha. Đây, soi kỹ cho cả nhà luôn. Đảm bảo là không phải thối. Đó, được chưa? Đảm bảo là không phải thối. Rồi, kỳ này dễ ra khá đẹp. Em sẽ nuôi hộ cả nhà cả tháng luôn. Và hoặc là có thể nuôi cho cả nhà suốt luôn đến khi nào bán cây. Rồi, số 5. Số 5 thì cái kỳ này, số 5 này là 20 triệu. Nhưng ở trên đầu này nó có thêm hai kỳ nhỏ nữa cả nhà nhá. Hai kỳ nhỏ này nó chưa dễ nên nó không cắt ra được. Nên em phải trồng như này. Thì cái kỳ này là kỳ đầu ngọn, kỳ khỏe nhất. Dễ rất là to, rất là đẹp. Và lại có thêm hai kỳ nhỏ trên đầu ngọn này nữa, sang năm được mầm gốc nữa. Nên là cái kỳ số 5 này là em bán là 20 triệu nhá cả nhà nhá. Rồi, số 6 là Phú Thọ này. Phú Thọ này thì kỳ này đầu tiên thì em sẽ để cho cả nhà là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Này cái mọi người nhìn cái khúc gốc của nó rất là to, cái gốc của nó ấy, cái gốc của cái kỳ ấy rất to, con sang năm của nó sẽ rất khỏe. Và hôm trước có người hỏi em ấy là Phú Thọ anh đấy của em sao nó lại có vết tím tím đây ạ. Nếu mà không Phú Thọ mà không vết tím thì cả nhà cho ra bờ rào rất là lành nhá. Đây Phú Thọ này, vết tím này đấy, rất là tím. Rồi số 7 cũng là Phú Thọ đây, cả nhà thấy không, đây cái Phú Thọ nó vẫn có tím này. Đó thì số 7 này, đây này mọi người, thì cả nhà nhìn nhá, này mắt này, mắt gốc của nó này rất là to như này. Đây sang năm mới con nó lên sẽ rất là khỏe. Thì cái số 7 này em bán một cái kỳ to này kèm theo cái kỳ nhỏ này luôn nhá. Cái kỳ này thì em bán là 9 triệu, cái riêng cái kỳ này em sẽ bớt đi cả nhà 200, 8 triệu 800 nghìn. Số 8 này là cái kỳ này rất là đẹp.
kỳ cực đẹp luôn, dễ này. Cả nhà nhìn thấy không, cái mắt gốc của nó sưng lù lên như thế này rồi, rất là to. Thì cái kỳ số 8 này là em sẽ bán với giá là 10 triệu kỳ Phú Thọ. Còn cái kỳ to đùng này, kỳ to đùng này nó phải đến gần 20 cm đấy. Thì cái kỳ này em sẽ để chia sẻ cả nhà là 16 triệu nhé. 16 triệu này, mắt gốc này, mầm gốc này to như thế này, dễ ra rất là đẹp, em có thể nuôi hộ cả nhà nhá. Đấy là cái kỳ số 9 Phú Thọ. Đấy là mấy cái kỳ Phú Thọ và HO em cắt ở trên thân. Thế còn đây, hôm trước thì em chia sẻ cả nhà một cái lô kỳ mà nó ấm chậu ấy. Nó ấm chậu rồi, kỳ đang bắt đầu mở lá, kỳ HO bắt đầu mở lá và đi rồi. Thì hôm nay em chia sẻ tiếp lại cho cô chú anh chị nào lấy được nhá. Tại vì video của em hôm trước nó không phải nó không có tương tác và ấy nhiều. Thì cái kỳ ho này là em đọc theo số ở đây luôn, là ho là số 18 này, là 6,5 cm, là 21 triệu này. Đấy, đây kỳ rất đẹp này, cực kỳ đẹp luôn. Đây chia sẻ cả nhà mua chơi và em có thể nuôi hộ cả nhà. Số 19 này, 7 cm này, chia sẻ 21 triệu luôn. Số 20 này là cái này 10 cm, 28 triệu, kỳ rất đẹp luôn, đang béo ụ này. Kỳ đẹp như này, ấm chậu như này cả nhà, rất đẹp luôn nhá. Rồi số 21 này là 7 cm, 22 triệu, rất là đẹp luôn, kỳ rất là khỏe, rất là mập mạp và rất là đẹp. Đây còn hôm nay thì em có một bông 5 cái trắng Phú Thọ của nở ở cái chậu mà em đã bán cho bạn Duy, bạn nhờ em nuôi lại, bạn Duy nhá. Đấy, bạn nhờ em nuôi lại thì hôm nay em nở hoa. Thì vừa sáng nay báo cho bạn ấy để xóa bảo hành cây rồi, thì hoa cây đã nở tại chậu rồi. Đây thì bông đây cho cả nhà xem này, bông Phú Thọ này tuyệt vời. Đây là bông 5 cái trắng Phú Thọ nha, rất là đẹp. Đấy, bông quá là đẹp luôn ạ cả nhà nhá. Mắt nó mờ tịt như này khi mà bông nó nở ở mùa đông. Rồi còn cái chậu này là chậu 5 cái trắng Bạch Tuyết nhá cả nhà nhá. Cái chậu 5 cái trắng Bạch Tuyết này ấy, em chia sẻ cả nhà luôn này. Đó, nó có em mới sang đổi sang chậu. Nó có một cái mầm mẹ này. Thì mầm mẹ này còn một mắt gốc đang sưng này. Còn cái mầm gốc này đang sưng này, rất là đẹp. Được chưa? Và một cái mầm bên này, thì cái mầm bên này chắc chắn là còn nguyên hai mắt, hai mầm gốc nhá cả nhà nhá. Đấy, cái mắt bên này thì chắc chắn là còn nguyên hai mầm gốc, được chưa? Đó, đây cho cả nhà xem. Thì cái chậu Bạch Tuyết này em cũng có thể là chia sẻ cho cả nhà. Bác nào mà thích con Bạch Tuyết này ấy, thì chắc chắn sang năm mọi người cả nhà sẽ có 3 cái mầm gốc nha. 3 cái mầm gốc cho mùa mầm tới nha. Thì kỳ này em chia sẻ là 268 triệu cho cả nhà. Có một mẹ vào đây, tức là hai con, tức là ở đây là hai mầm. Đấy, em sẽ chia sẻ cả nhà là 268 triệu nha. Đấy, còn chia sẻ cả nhà. Đó, còn em chia sẻ cả nhà nhá. Là ở đây có mấy kỳ 5 cánh trắng đại tướng cho cô chú anh chị nào thích. Đây, kỳ đây. Ở đây còn một chậu này, hai chậu này, ba chậu này, bốn chậu này. Cái kỳ này thì nó hơi xấu, em sẽ để lại. Bốn cái kỳ này thì em sẽ bán đồng giá là 9 triệu một kỳ cả nhà nhá. 9 triệu một kỳ 5 cánh trắng đại tướng nhá. Đại tướng 1 ạ. Và HO thì những cây ấm chậu ở trên này của em đang giữ lại thêm một ít nữa để làm cây cho mùa tới cả nhà. Nên là cả nhà mà muốn sưu tầm thì cứ inbox em nhé. Thì có mọi người liên hệ trực tiếp qua Zalo giúp em nhá. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em nhá. Chứ em mọi người chú ý lưu ý là ở vấn đề là đang có người giả mạo và bán hàng lừa cho mọi người qua kênh của em. Khi mà mọi người comment số điện thoại lên ấy, thì sẽ rất là có nhiều những kẻ người ta sẽ lấy số điện thoại và người ta sẽ gọi điện cho cả nhà để chốt hàng cho cả nhà đấy. Thì cả nhà lưu ý nhá. Em ngoài 4 số điện thoại của nhà em và vợ em sử dụng thì cả nhà nên tránh tất cả những số điện thoại mang tên giả danh là Vườn Lan Tùng Nguyễn nhá. Phong Lan Tùng Nguyễn. Thì em chia sẻ với cả nhà như vậy. Còn đây là cái lô kỳ phi điệp F22 lập thạch. Cả nhà ai mà lấy thì có thể liên hệ cho em. Đó, đây là ám mắt trâu lưng xanh.
ai thích chơi thì có thể em sẽ chia sẻ một hai key, còn đâu em sẽ để lại làm giống cái key ám mặt trâu đun xanh. Còn đây là gái nhảy này, gái nhảy này, đây là hai key năm cánh trắng anh cả nhá. Thì hai key năm cánh trắng anh cả này rất là đẹp rồi, ai thích thì có thể alo cho em sẽ bao giá cho cả nhà. Còn đây là key phú thọ ấm chậu rồi, nhưng key này thì em chắc là em để lại nuôi thêm thời gian nữa. Đây là gái nhảy này, đó, đây là năm cánh trắng quái thú này, đây năm cánh xanh phú thọ này, cả nhà ai thích năm cánh xanh phú thọ thì cứ liên hệ cho em nhá, em sẽ chia sẻ cả nhà giá hết sức rẻ. Rồi còn bên này là cửu long, đây là năm cánh trắng tuyết ngọc cả nhà nhá, cả nhà nhá, năm cánh trắng tuyết ngọc. Đây là một số những cây sổ đang đợi sổ, xanh sạch đang đợi sổ. Với loại này mà mang ra mà bán HO thì em nói thật chứ cả nhà, chứ đẹp hơn cả cây HO á. Đó, rồi em xin phép dừng video ở đây nhá, chào cả nhà, chúc cả nhà buổi chiều thứ bảy vui vẻ nhá.